Rồi, ok. Thầy xin chào tất cả các con. Rồi, theo kế hoạch thì thầy đã thông báo rồi. Hôm nay sẽ là buổi chữa cái đề thi thử của các con ở trong uh, tuần trước. Được chưa nào? Vậy bây giờ là 7 rưỡi rồi, đúng theo kế hoạch. Chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Thầy sẽ chia sẻ màn hình ngay bây giờ đây. Rồi, các con cho thầy hỏi là cái đề này đúng có vẻ là đề các con thi hôm vừa rồi không? Nào, xác nhận đi. Nếu đúng thì chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết ngay. Bắt đầu từ những câu đầu tiên. Chắc cái đề này là 9B, 9C cùng thi chung một đề này đúng không các con? Có đúng không? Thầy là thầy cũng không rõ lắm bởi vì là thầy Huy có gửi cho thầy. Cho nên là nói thật là thầy cũng không biết là Chính xác là cái đề này đúng là đề các con thi không nhưng mà nhìn qua thì có vẻ giống ở cái 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 bài ấy này này, buổi trước là có một bạn nào đấy có gửi cho thầy cái đề nhưng ở dưới dạng là chụp lại. Nên là đây là thầy Huy thầy có gửi cho thầy cái đề đây. Thì chắc là cái đề này là các con mới thi đúng không? Nào xác nhận cho thầy nào. ôi nhất trí vậy chúng ta sẽ bắt đầu ôi ơi giờ nguyễn quang lại hỏi thầy là thi cái gì thì khó quá nhỉ thầy được biết là là hồi tuần trước là là thầy huy có tổ chức gọi là cái buổi thi thử cho các con mà cho các con một cái buổi học nhưng mà nó là thành là tổ chức thành buổi thi ý. cho một cái đề sau đấy là các con làm trong thời gian bao lâu đấy thì thu lại cho thầy huy chấm và xác định điểm cho các con còn gì À, thế à? Con mới con vào sau à? Thế là Nguyễn Quang cho thầy hỏi là con có phải là con bắt đầu mới đăng ký giai đoạn 3 à? Ok, bảo sao là con không biết là có cái tổ chức buổi thi đấy Rồi không sao Vậy thì Nguyễn Quang hôm nay là coi như là con chỉ xem xem là Là cái đề này chúng ta sẽ giải quyết thế nào thôi nào, Thầy xin hỏi là cái đề này các con làm có tốt không? Cả lớp nào, cho thầy hỏi xem Là các con giải quyết cái đề này có tốt không ạ? Có bạn nào tự tin là được khoảng 9 điểm cái đề này không? Thầy xin hỏi là trong lớp chúng ta có bạn nào tự tin là được 9 điểm cái đề này không? À, chín ngược thì được rồi nhất trí <laughs> Bắt đầu nhá Rồi, đúng rồi từ nãy giờ trao đổi một chút thế thôi Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ những câu đầu tiên Nào, bài số 1 này Bài số 1 này đây là một bài biểu thức có chứa dấu căn, có căn thức và có cả dưới dạng phân thức nữa. Cho nên ở đây các con nhớ giúp cho thầy này, dưới dạng biểu thức như thế này này. Thì chúng ta sẽ phải nhớ đến cái việc đầu tiên đó là đi tìm điều kiện trước đã. Muốn nói là có rút gọn được biểu thức này hay không thì đầu tiên phải nói đến đó là điều kiện xác định. Được chưa nào? Vậy thầy xin phép là viết lại cái đầu bài trước đã nhá. Đó là x trừ 3 căn x dưới mẫu là x 9 trừ đi 1 ở trong ngoặc sau đó là chia cho mở ngoặc phân số 9 x chia cho x cộng căn x 6. Trừ đi phân số căn x 3 trên tử dưới mẫu này là 2 căn x. Rồi, sau đó là trừ đi một phân số cuối cùng đó là căn x trừ 2 dưới mẫu là căn x cộng 3. Rồi xong đầu bài đã xong. Vậy thì ở đó câu đầu tiên người ta yêu cầu của chúng ta là hãy đi rút gọn biểu thức A. Vậy trong trường hợp này muốn rút gọn thì đầu tiên các con phải nhớ cho thầy này. Đó là đi tìm điều kiện xác định đã. điều kiện xác định điều kiện xác định ở đây là gì là thứ nhất là điều kiện để căn x tồn tại như vậy trong trường hợp này ta có một cái đầu tiên đó là x của chúng ta sẽ phải lớn bằng không được chưa nào thứ hai là x trừ chín là mẫu thức của cái phân số đầu tiên này vậy x trừ chín phải làm sao nhỉ phải khác không tiếp tục này x cộng căn x 6 cũng phải khác không nốt. 2 trừ căn x khác không. Và cuối cùng là căn x cộng 3 cũng phải khác không. Ở đây chúng ta thực ra là còn phải lưu ý thêm một cái điều kiện cuối cùng nữa. Đó là cái chỗ này này đây là nằm ở dưới dạng là cái 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 phần mà trong ngoặc này đóng vai trò là số chia vậy điều kiện thêm một cái nữa các con lưu ý giúp thầy này là chúng ta còn thực tế là còn một cái điều kiện cuối cùng là phải xét xem cái thằng này nó bằng không khi nào nếu giả sử nó có xảy ra bằng không thì phải có thêm điều kiện để cho số chia này các không được chưa nào vậy trong trường hợp này tạm thời chúng ta viết điều kiện như thế này trước đã sau đó hoàn toàn là tương đương với việc như sau thầy sẽ giải từng cái một này x lớn bằng không giữ nguyên X ở đây là x khác 9. Ở đây là x cộng căn x trừ 6. Ở đây các con biến đổi giúp cho thầy nhá. Thằng này sẽ trở thành là căn x cộng với 3 nhân với căn x trừ 2. Thằng này là phân tích đa thức thành nhân tử thôi. Cái này thì các con không phải uh, giải quyết nhiều. Chỉ cần là biết tách ra thành hai nhân tử như thế này là chúng ta có thể biến đổi tương đương như thế này được rồi, được chưa nào? Cái thằng tiếp theo là căn x khác 2 cái thằng cuối cùng căn nick cộng 3 khác không thì thằng này là luôn 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 đúng với mọi x được chưa nào vậy đến đây thầy sẽ giải tương đương được như sau thằng đầu tiên x lớn bằng 0 x khác 9 giữ nguyên thằng tiếp theo này khác không khi nào nhỉ khi x khác 4 đúng không khi cái thằng này là x khác 4 giải luôn ra x khác 4 nhá thằng dưới này cũng x khác 4 nốt vậy xóa thằng này đi thằng này cũng phải là với mọi luôn đúng với mọi x vậy xóa nốt thằng cuối cùng Vậy đây chính là điều kiện cuối cùng của chúng ta. Được chưa nào? Nhưng mà nhớ là lưu ý thêm một phần nữa là khi chúng ta biến đổi cái thằng số chia này này, nếu thấy có điều kiện xuất hiện thêm thì chúng ta phải nhớ nói thêm là thêm điều kiện nữa, được chưa nào? Vậy đến đây tạm thời chúng ta sẽ trình bày như sau. Với điều kiện x lớn hơn hoặc bằng 0. phẩy x khác 4, x khác 9. thì biểu thức A được biến đổi như sau. Sau đó hai chấm xuống dòng và chúng ta đi thực hiện phép biến đổi cái biểu thức A này, được chưa nào? Vậy thầy sẽ biến đổi nhanh như sau, các cái này các con đều đã làm hết trong bài kiểm tra rồi. Vậy thì thầy sẽ biến đổi nhanh nhá. Cái thằng đầu tiên này này bằng này. Ở đây là cái ngoặc đầu tiên thầy thấy rằng là ở cái phân số phân thức đầu tiên này này là chúng ta hoàn toàn có thể đặt căn x ở trên tử này ra làm thừa số chung Vậy ở đây sẽ bằng là như sau Đặt căn x ra ngoài rồi Thì chúng ta trong ngoặc còn lại là căn x 3 nhé Ở dưới mẫu này là x 9 Vậy chúng ta sẽ tách nó ra thành là tích của hai thừa số Đó là căn x 3 và căn x cộng 3 Chính là hằng đẳng thức số 3 Hằng đẳng thức đáng nhớ trong cái trường hợp Của học ở lớp dưới lớp 8 đấy Được chưa nào Hoàn toàn tương tự x cộng với căn 6 căn x 6 này, thì các con biến đổi giúp cho thầy thành là căn x cộng 3 nhân căn x 2 nhé Đấy, trừ 2 Ở trên tử này là <laughs> Ở đây là cái chỗ này là 2 này Trừ đi căn x này còn cái thằng này này thì các con giúp, lưu ý giúp cho thầy nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa cái thằng 9 chữ x này là bằng là 3 trừ căn x nhân với 3 cộng căn x. Vậy thầy sẽ được như sau. 3 trừ căn x này nhân với đóng mở ngoặc 3 cộng với căn x. Như vậy ở đây có nhìn thấy rút gọn được không? Trên tử và dưới mẫu có thành phần giống hết nhau đúng không? Rút gọn thoải mái luôn. Vậy ở đây chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Bằng này. Ở đây triệt tiêu thành phần căn x 3 vậy chúng ta sẽ còn lại được là căn x trên căn x 3 trừ đi 1 đóng mở ngoặc vào chia cho mở ngoặc của thằng này ở đây là hai thằng này giống hết nhau thầy triệt tiêu nó đi vậy chúng ta còn trong ngoặc đó là phân số là 3 trừ căn x trên căn x 2 3 này trừ căn x này dưới mẫu số là căn x 2. Sau đó là trừ đi cái thằng này. Giữ nguyên. Và cuối cùng là trừ đi nốt thằng này, giữ nguyên nốt đi. Vậy đến đây nhá, bình tĩnh này, bình tĩnh này. Cái thằng ngoặc trong ngoặc đầu tiên thì chúng ta cứ tự quy đồng mẫu số lên, đó là căn x 3 là mẫu số chung. Ở trên tử là căn x trừ đi sorry, chỗ này là cộng trừ đi căn x cộng 3 như vậy nó là căn x trừ căn x hết vậy chỗ này là bằng âm ba các con nhé trên tử là âm ba chia mở ngoặc này các con có nhìn thấy hai thằng này nó chính là hai số đối của nhau không có nhìn thấy hai thằng này nó là một thằng này là nếu mà các con không không nhìn nhận được được chuẩn lắm thì chỗ này chúng ta sẽ đổi lại là như thế này nhá là đây là căn x trừ đi hai này trừ đi thằng này là chúng ta đổi dấu một lần vậy chúng này phải biến thành dấu cộng dấu cộng nhưng lại là dấu trừ thì vậy lại trở thành là 3 trừ căn x tiếp. Như vậy hai thằng này giống hệt nhau, trừ đi nhau là bằng 0. Vậy thực tế mẫu số à cái phần trong ngoặc cuối cùng này này chỉ còn lại là dấu này thôi. Rồi, đến đây thì thực hiện là chia thì nhân nghịch đảo. Vậy thầy có được như sau. Nhân này. Phân số trên này nó là trừ đi mở ngoặc căn x cộng 3 dưới này nó là căn x 2. Vậy đến đây chúng ta sẽ được kết quả bằng như chính xác là như sau là 3 trên cho căn x 2. Được chưa nào? Được chưa? Vậy thì điều kiện ở đây thực tế là chúng ta không thêm bởi vì sao? Các con nhìn này. Cái thằng căn x 2 này có phải điều kiện của chúng ta là ở trên này đã có một cái là căn x khác 2 không? Cho nên ở đây là không phát sinh thêm điều kiện mới. Vậy không cần phải mở rộng cái điều kiện cho cái số chia này các không nữa. Và đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta nhé. Vậy với điều kiện vậy với này x lớn bằng 0, x khác 4, x khác 9 thì biểu thức A của chúng ta sẽ bằng là 3 chia cho căn x 2. Rồi xác nhận kết quả đi. 3 trên căn x 2, đấy là câu A. Bây giờ chúng ta chuyển ý B này. Ta có là Biểu thức B của chúng ta là bằng A nhân với 2 căn x trừ đi 4 chia cho căn x cộng 3. Vậy đến đây các con thay vào cho thầy biểu thức A của chúng ta ở bên trên. Sau đó nhân với thằng này. Vậy đến đây suy ra này. B của chúng ta sẽ bằng như sau. Phân số đầu tiên giữ nguyên. Phân số thứ hai thì đặt được thừa số 2 ra ngoài làm thừa số chung. Vậy ta được như sau hai đặt ra ngoài làm thử chung. Trong ngoặc còn là căn x trừ đi 2. Ở dưới mẫu vẫn là căn x cộng 3. Và đến đây thì các con triệt tiêu giúp cho thầy thành phần căn x trừ 2 với căn x trừ 2 đi nhá. Vậy chúng ta sẽ được kết quả là bằng bao nhiêu đây? Là bằng 6 chia cho căn x cộng 3. Rồi ok. Nó yêu cầu rằng là tìm x để b nhận giá trị nguyên. Vậy ta có như sau này. Với điều kiện nhá Với điều kiện vẫn là x lớn bằng 0, x khác 4, x khác 9. Thì biểu thức B của chúng ta bằng thằng này. Được chưa nào? Đến đây chúng ta nhận diện như sau. Nhận xét. Nhận xét. Vì x lớn bằng 0. Nên căn x cộng 3 là chắc chắn là lớn hơn không. Vì thằng này lớn hơn không nên suy ra là b của chúng ta bằng thằng này và chắc chắn là cũng lớn hơn không. Được chưa? Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là ta có căn x cộng 3 thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 3. Vì lớn hơn bằng 3 nên suy ra là b của chúng ta bằng thằng này và chắc chắn là nó sẽ bị nhỏ hơn hoặc bằng 6 chia cho 3 và cụ thể là trong trường hợp này bằng 2 vậy đến đây ta có không nhỏ hơn b nhỏ hơn hoặc bằng 2 phải b nhận giá trị nguyên nên b của chúng ta sẽ là bằng 1 hoặc là 2. Được chưa nào? Nên B có thể nhận ra giá trị là 1 và là 2. Vậy xuống dưới này chúng ta sẽ đi xét. Nếu B bằng 1 thì thì 6 trên căn x cộng 3 của chúng ta sẽ bằng 1. Và điều này dẫn đến các con sẽ giải ra tương đương là căn x cộng 3 là bằng 6 và căn x cộng 3 bằng 6 thì tương đương ra là chúng ta sẽ tìm ra được là x bằng 9 đúng không? X bằng 9. Thì đến đây nhớ cho thầy nhá. Cái thằng x bằng 9 này này là phải mở ngoặc không thỏa mãn điều kiện xác định của đầu bài đây này. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Cái chỗ này là thầy cố tình gạch chân nhá để cho cả lớp nhìn này. Đấy, có một cái điều kiện vô cùng quan trọng ai mà đến đây kết luận là x bằng 9 là thỏa mãn là như vậy là toi đấy. Được chưa nào? Vậy trong trường hợp này x bằng 9 là trường hợp này không lấy. Ở đây thì các con thay cho thầy cái từ nếu này thay bằng trường hợp đi. Trường hợp 1 là b bằng như này. Còn trường hợp 2 là b bằng 2. B của chúng ta bằng 2 thì suy ra là 6 trên căn x cộng 3 sẽ bằng 2 Và điều này sẽ giải tương đương được như sau Là căn x cộng 3 của chúng ta thì sẽ bằng 3 Và nếu căn x cộng 3 bằng 3 Thì tương đương với là x sẽ bằng 0 Và x bằng 0 Thì vẫn thỏa mãn điều kiện x lớn hơn bằng 0 Thỏa mãn điều kiện Được chưa nào Vậy kết luận Với bằng 0 thì B có giá trị nguyên. Được chưa? Ok, thầy xin hỏi các con là các con làm kết quả của ra như thế này không? Thầy xin hỏi cả lớp là các con có làm ra kết quả như thế này không? cả lớp ơi, các con có giải quyết là ra được đáp án như thế này không? có bạn nào là ra? <laughs> vứt đi đâu rồi thầy là như nào? làm xong bài cái là thôi bỏ luôn à? không nhớ kết quả luôn? ôi ơi, thi cử như thế là rõ ràng là các con chưa thật sự là đặt cái tâm trí vào bài thi rồi, chưa thật sự đặt tâm trí vào bài thi. chứ còn những cái bài kiểu như thế này, ấy. thầy mà thi xong, thầy có khi thầy nhớ mãi. Được chưa nào? Ok nhá, vậy x bằng 0 thì b có giá trị nguyên. Được chưa các con? Rồi ok, rồi bài số 2 nhá. Bởi vì tất cả các bài này các con đã đều làm hết rồi cho nên là thầy chữa thì cũng nó cũng các con sẽ nhìn thấy, các con nhìn nhận ra nhanh thôi. Được chưa nào? Bài số 2 này. Giải phương trình. Sao lại bị phang là như nào? <laughs> thầy chưa hiểu lắm bị phang là như thế nào? Điểm kém á. Điểm kém thì bản thân là thầy hỏi này. Thực tế là các con đã biết điểm của cái bài này chưa? Biết rồi đúng không? Có đúng nhỉ? Có phải là thầy Huy đã gửi điểm rồi không hay là thế nào? Cái bài thi này của các con là đã gửi chưa? Bố mẹ chỉ bảo là thấp thôi à? Gửi hết rồi à? Ờ ừ, ok. Có bạn nào được uh, trong lớp chúng ta là có bạn nào được 9 điểm không? Hoặc là 8 điểm vậy, 8 điểm. Nào, có bạn nào trong lớp được 8 điểm không? Thầy hỏi này trong lớp chúng ta có bạn nào 8 điểm nào giơ tay lên thầy xem phát nào. Ờ, Xuân Hiển 7,75 coi như là 8 được chưa nào. Ờ, ok không sao thôi. Nói chung là bây giờ à, Duy Dũng được 9 tốt. 9 điểm là cũng tạm tạm đấy. Rồi, xem thử xem phần trình bày này của thầy các cái phần sau này các con có cảm nhận thấy là ok không nhá nào ta có này đầu tiên là điều kiện điều kiện của chúng ta là gì là có hai điều kiện tất cả thứ nhất là x mũ 2 trừ đi 4 lớn hơn bằng 0 và điều kiện thứ hai là x trừ 2 cũng lớn bằng 0 nốt và từ hai điều này thì thầy sẽ giải thật nhanh ra đó là gì đó là x của chúng ta sẽ lớn hơn bằng 2 nhé x lớn bằng 2 thì thằng này sẽ lớn bằng 0 này và khi x lớn bằng 2 thì các con nhìn này nó chắc chắn là thằng này cũng lớn bằng 0 nốt như vậy điều kiện của chúng ta là x lớn bằng 2 vậy sau khi giải xong các con phải có một bước đó là kiểm tra thỏa mãn điều kiện hay không vậy ta có nhé ta có này Đầu bài căn x bình phương trừ 4 bằng 3 nhân x căn x trừ 2. Vậy điều này sẽ giải tương đương đến như sau thầy tách cái thằng x bình phương trừ 4 này ra là bằng tích của hai hai cái thừa số được gọi nó là liên hợp của nhau đối với hằng thức số 3. Vậy thầy sẽ được là căn của đóng mở ngoặc này x trừ 2 nhân với căn của x cộng 2. Thì thằng này sẽ trừ đi 3 nhân với căn của x trừ 2 thì bằng 0. Vậy đến đây các con có nhìn thấy là chúng ta sẽ đặt được thừa số chung ra ngoài không? Đó chính là căn x trừ 2 ra ngoài làm thừa số chung đúng không? trong ngoặc của chúng ta còn lại là căn x cộng 2 trừ đi 3 bằng 0. Và đến đây quay trở về một bài toán hết sức quen thuộc đó là gì? Là tích của hai thừa số nhân với nhau bằng 0. Vậy xảy ra hoặc là A bằng 0 hoặc là B bằng 0. Tức là trường hợp đầu tiên là căn x trừ 2 bằng 0. Trường hợp thứ hai là căn x cộng 2 trừ 3 bằng 0. Và đến đây thầy sẽ giải tương đương như sau. Con đầu tiên đó là x 2 sẽ bằng 0. Con dưới thì là x cộng 2 thì sẽ bằng là bằng 3. Và đến đây tiếp tục giải tương đương tiếp như sau. Ở trên thì x bằng 2. Ở dưới này thì x cộng 2 của chúng ta là bằng 9. Các con có biết tại sao thầy được phép tùy ý bình phương lên không? Là sở dĩ ở trên này chúng ta có một cái điều kiện hết sức quan trọng đó là x lớn bằng 2. Mà x lớn bằng 2 thì căn của x cộng 2 này chắc chắn là dương rồi. Và cái thằng 3 này thì chúng ta bình phương lên thoải mái. Như vậy là bình phương hai vế lên là x cộng 2 sẽ bằng x cộng 2 sẽ bằng 3 mũ 2 là bằng 9. Vậy đến đây nhá là tương đương cuối cùng là có hai giá trị của x. Ở trên là x bằng 2 còn ở dưới là x bằng 7. Ở đây mở ngoặc ra giúp thầy thỏa mãn điều kiện Chính vì thỏa mãn nên vậy x bằng ngoặc nhọn này 2.7 bảy hoặc là các con có thể viết là phương trình có nghiệm bằng 2.7 được chưa hoặc là viết là thuộc thông thường thì người ta hay viết là thuộc hơn thế còn đâu viết là bằng thì nhiều lúc cũng không bị trừ điểm đâu được chưa nào vậy phương trình có nghiệm là x thuộc cái tập hợp gồm có hai phần tử đó là số 2 và số 7 vậy đây chính là bài số 2 nhá tôi, tôi hỏi ạ. vâng con hỏi đi ạ ờ, điều kiện xác định là x lớn hơn là bằng 2 đúng rồi ạ à. bằng 2 vẫn khả mãn hả chính xác đây nhá con nhìn nhá x lớn bằng 2 là bởi vì sao? Là bởi vì để có cái biểu thức trong căn là x 2 này và x bình phương 4 trong căn này đều lớn bằng 0. Như vậy là tại thời điểm, tại cái vị trí mà x 2 bằng 0 này, tức là x bằng 2, thì con thử vào mà xem. Có phải là gì nhỉ? x bằng 2 thì thằng này là bình phương lên là 4, 4 4 có phải bằng 0 không? Vế trái bằng 0 đúng không? Bằng 3 nhân với vế phải cũng bằng 0, như vậy không bằng 0, như vậy thỏa mãn. Mà vẫn đảm bảo điều kiện là x bằng 2 này là thỏa mãn điều kiện x lớn bằng 2. Cho nên, ở đây cả hai giá trị này đều là nghiệm ok chưa rồi ok vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3 nhé bài số 3 này là một bài liên quan đến đồ thị hàm số và trong trường hợp này thì thầy sẽ phải viết lại đầu bài một chút để chúng ta quan sát dễ hơn cho hai đường thẳng thì ta có đường thẳng d 1 d 1 của chúng ta là như sau y bằng mở ngoặc m trừ 1 nhân x cộng với 3 còn thằng D2 thì bằng D2 này thì có phương trình là y bằng 2x cộng 3 được chưa nào? Ở ok xuống dòng chúng ta sẽ đi vào ý đầu tiên tìm M để hai đường thẳng trên song song tức là tìm M để hai đường thẳng D1, D2 song song với nhau. Vậy thì để D1 song song với D2 thì các con lý giúp cho thầy này. Các con còn nhớ là hai đường thẳng mà song song với nhau khi nào nhỉ? Để D1 song song với D2 thì thì phải cần điều kiện gì? Thì ta có là A1 với A2 Tức là hệ số góc tương ứng của thằng D1 Và hệ số góc A2 của thằng D2 Thì hai thằng này phải làm sao nhỉ? Bằng nhau Đây D1 nhá Y bằng A1X cộng B1 D2 thì bằng Y bằng A2X B2. Như vậy điều kiện để D1 mà song song với D2 ấy là khi và chỉ khi như sau. Đồng thời xảy ra thứ nhất là A1 phải bằng A2. Và B1 thì sẽ phải bắt buộc là khác B2. Nhớ nhá. Còn nếu B1 mà lại bằng B2 nữa thì đây là trường hợp cực kỳ đặc biệt thì hai đường thẳng này là trùng nhau chứ không được gọi là song song với nhau nữa. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ để D1 và D2 song song với nhau thì điều kiện của chúng ta phải là gì? Là m trừ 1 sẽ phải bằng 2 và 3 thì phải làm sao nhỉ? Trong trường hợp này là ok sorry sorry xem nào. Cộng 3 trừ m à? Ok sorry các con. Ở đây thầy viết đầu bài thiếu rồi, lúc nãy là nó bị che mất. Chỗ này là cộng với 3 trừ m nhá. Như vậy trong trường hợp này là 3 trừ m của chúng ta sẽ phải khác 3. Ok chưa nào? Và điều này sẽ giải tương đương ra được điều gì? Ở trên này thì thầy sẽ giải ra được là M chỉ 1 bằng 2 cho nên M sẽ phải bằng là 2 cộng 1 tức là M bằng 3. Còn ở dưới này 3 trừ M khác 3 có nghĩa là M phải khác gì? M khác 0. Và M bằng 3 còn M khác 0 ở dưới là điều kiện. Vậy tương đương với chính là M bằng 3. Được chưa nào? Vậy các con kết luận. Vậy với M bằng 3 thì hai đường thẳng D1 D2 song song với nhau. D1 và D2 song song với nhau. Được chưa? Đấy. Vậy với m bằng 3 thì hai đường thẳng này là song song với nhau. Rồi bây giờ chúng ta chuyển ý B nhá. YB của chúng ta là tìm M để hai đường thẳng trên, tức là hai đường thẳng d1, d2 đấy, và trục Ox đồng quy tại một điểm. Và điều này sẽ dẫn đến là chúng ta phải suy luận được như sau. Ở đây là nó nói rằng là d1 và d2 và trục Ox đồng quy tại một điểm như vậy là đến đây thì các con sẽ phải phát dạng cái đồ thị nó ra thầy vẽ thật nhanh thôi tất nhiên là không thể chính xác tuyệt đối chỉ cần là phát dạng có nghĩa là nó gần như là cái đồ thị của nó kiểu như thế được chưa nào vậy thì cắt nhau tại một điểm mà điểm này nằm trên trục Ox nên chúng ta sẽ có được một cái đường thẳng nó như thế này đại thái kiểu như thế này Đấy. kiểu như thế này còn thầy nói thật thầy cũng không biết chính xác là đường thẳng nó có đúng như thế này không. Chỉ cần biết là nó sẽ cắt nhau tại một điểm và điểm đó là điểm ở đây, được chưa? Thầy gọi cái điểm này là điểm M đi. Ok chưa nào? Gọi điểm này là điểm M. Cái này không cần phải vẽ đồ thị ra đâu nhá, không cần vẽ ra các con vẫn có thể giả thiết vẫn phải giải thích được. Đó là trong trường hợp này. Vì D1 và D2 và trục Ox đồng quy với nhau một điểm nằm trên trục Ox này nên Điểm M này chắc chắn sẽ có tọa độ tương ứng là xm chấm phẩy 0. Bởi vì sao? Bởi vì là cái điểm M nằm trên trục X nên tung độ của điểm M phải bằng 0, được chưa nào? Thế mà điểm M này thì là giao điểm của D1 và D2. Nên suy ra là điểm M này của chúng ta sẽ phải làm sao các con nhỉ? Sẽ phải là thỏa mãn phương trình của đường thẳng D2. Vậy thầy sẽ thay cái tọa độ của điểm M này vào phương trình D2 là Y bằng 2X cộng 3. Để làm gì các con biết không? Với tung độ đã biết, chúng ta sẽ thay Y bằng 0 này vào chỗ này. Và sẽ tìm ra được là hoành độ tương ứng của điểm M, tức là XM này. Cụ thể trong trường hợp này sẽ bằng là bao nhiêu đây nhỉ? Trừ 3 phần 2 đúng không? Như vậy là cái điểm M này của thầy vẽ ở đây không chính xác. Như vậy điểm M nó phải nằm ở bên này cơ. Được chưa nào? Trừ 3 phần 2 là ở đây này. Vậy thì cái phát dạng này các con không cần quan tâm. Chỉ cần biết rằng là nó cắt nhau tại một điểm trên trục OX thì nó sẽ phải cái đồ thị nó có dạng như thế này thôi. Còn nếu ai cẩn thận thì xóa hai cái đường thẳng này đi. Sau đó là lấy cái điểm M bên này. Sau đó các con vẽ hình như này cho thầy. Đấy, kiểu kiểu nó như thế này. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ trình bày bài này cụ thể như sau nhé. Sau khi tìm được tọa độ của điểm M là như vậy là trừ 3 phần 2 chấm phẩy không rồi. Thì cái điểm M này nó lại nằm trên D1 nữa. Như vậy các con thay tọa độ của điểm M này vào D1. Như vậy liệu có tìm ra được M của chúng ta đây không? 100% là tìm được đúng không? Vậy thì bài này thầy xin phép trình bày cẩn thận như sau nhé. Gọi M có tọa độ là XM, IM. là giao điểm của hai đường thẳng D1, D2 và trục Ox. Được chưa nào? D1, D2 và trục Ox. Vậy thì điểm M sẽ thuộc trục OX. Thuộc OX. Và chính vì M thuộc OX nên IM của chúng ta sẽ bằng 0. Bằng 0. Ta có điểm M bây giờ sẽ có tọa độ mới là xm chấm không được chưa nào rồi ta có tiếp này m thì thuộc đường thẳng d2 nên ta lại có tiếp như sau thay tọa độ của điểm m vào phương trình của đường thẳng d2 vậy trong trường hợp này các con sẽ có định như sau này không bằng 2 nhân với xm và cộng với 3. Cộng với 3. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được là xm của chúng ta là sẽ bằng là âm 3 phần 2. Và cái việc vì xm bằng trừ 3 phần 2 nên suy ra là điểm m của chúng ta có tọa độ là trừ 3 phần 2 không. Được chưa nào? Vậy đến đây ta sẽ có tiếp như sau. M lại thuộc D1 nên ta sẽ có như sau. Tọa độ của điểm M phải thỏa mãn phương trình của đường thẳng D1 nên thay cái tọa độ trừ 3 phần 2 không vào ta có không bằng M ngoặc M trừ 1 nhân với X. X trong trường hợp này các con đóng mở ngoặc ra giúp thầy đó là trừ 3 phần 2 nhé. Sau đó là cộng với 3 trừ đi M. Vậy đến đây chúng ta sẽ suy ra là được cái gì? Không bằng M nhân cái này là trừ 3 phần 2 M Trừ M nữa là vậy trừ 5 phần 2 nhé Trừ 5 phần 2 của M 1 nhân với này là dương 3 phần 2 Dương 3 phần 2 cộng 3 Như vậy nó là thành là dương 9 phần 2 Và đến đây thì suy ra được điều gì? đó là m của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây các con đó là âm 9 phần 2 chia cho âm 5 phần 2 như vậy chia 9 phần 5 như vậy là 9 phần 5 nhá Ok chưa nào Rồi, xin mời các con chữa bài này À, ở trên này lưu ý giúp thầy Ở đây thầy thiếu một thứ Ở đây thầy thiếu một thứ Các con bình tĩnh giúp thầy nhá Ở đây thầy thiếu là bởi vì thầy sơ ý nên các con sẽ phải cẩn thận hơn thầy nữa bằng cách là phải lưu ý điều này này vì m là cái giao điểm của hai đường thẳng d1 d2 và trục ox nên ở trên này nhá các con sẽ có một cái nhận xét nữa xét m 1 bằng 0 tức là cái điều này sẽ tương đương với việc là m bằng 1 được chưa nào m bằng 1 thì khi đó đường thẳng D1 của chúng ta sẽ có phương trình như sau. Các con bình tĩnh này. Khi đó phương trình đường thẳng D1 của chúng ta sẽ bằng là M 1 thì bằng 0. Như vậy thằng này biến mất là không nhân x, x biến mất. Còn 3 mà trừ đi M tức là 3 trừ đi 1 thì thằng này sẽ bằng là dương 2. Được chưa nào? Khi đó D1 của chúng ta sẽ là đường thẳng nó là Y bằng 2. Mà Y bằng 2 thì suy ra đường thẳng D1 cắt ra đường thẳng D1 không thể cắt trục Ox không thể cắt trục Ox tại một điểm Được chưa nào? Khi đó đường thẳng D1 sẽ là và dẫn đến là đường thẳng D1 này không thể cắt trục Ox và điều này là loại Được chưa nào? dẫn đến là loại mở ngoặc ra cho thầy loại hoặc là các con viết nó là vô lý cũng được thôi loại thì đúng hơn loại đóng ngoặc vào như vậy trong trường hợp này vậy em của chúng ta phải làm sao khác một nhá ở đây thêm cái này nữa đấy bởi vì trong trường hợp này m bằng một là trường hợp hết sức đặc biệt may là bài này chúng ta giải ra M bằng chín phần năm nhá các con hiểu không nào Chứ còn nếu trong trường hợp nếu chúng ta không giải ra bằng 9 phần 5 mà giải ra m bằng 1 chẳng hạn thì các con vẫn phải có một bước cuối cùng thử lại đó là gì? Là với m bằng 1 thì lại viết lại ngược giống hệt như cái cái câu này của thầy này là khi đó đường thẳng D1 là y bằng 2 mà y bằng 2 ý, thì tức là cái đường thẳng đó sẽ là đường thẳng song song với trục OX nó như thế này này. Đấy, đây là y bằng 2 này. Vậy y bằng 2 như thế này thì làm sao mà cắt trục OX được? Như vậy các con đã thấy vô lý chưa? cho nên là này là loại chưa Đấy. vậy m khác một được chưa rồi ok vậy m khác một thì đến đây chúng ta bắt đầu mới trình bày như thế này và tìm ra cuối cùng m là bằng chín phần năm nhá mở ngoặc thỏa mãn điều kiện không phải thỏa mãn điều kiện mà thỏa mãn m khác một viết thế này cho nó nhanh rồi xuống dòng kết luận Vậy M bằng 9 phần 5 M bằng 9 phần 5 Ớ à. <laughs> Nguyễn Quang ơi, tại vì tại sao lại ở đây là là tại sao xét này, này bằng không là bởi vì này con nhìn này. Cái D1 ở đây chúng ta là cho đường thẳng như thế này nhá. Bản thân ở đây là nó cho phương trình đường thẳng như thế này. Đây là một đường thẳng chưa phải là có nó 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 cái hệ số m 1 này này. Cái m 1 này chính là a của chúng ta này, là hệ số a của chúng ta này, này. nhìn thấy chưa? Đây là a. Vậy thì nếu trường hợp bình thường ấy thì a có thể bằng không hoặc a có thể khác không thì như vậy ở đây là chúng ta xét trực tiếp tại cái điểm là bằng không này, đây là một trường hợp, đây là một cái 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 trường hợp đặc biệt. Nếu bằng không thì chúng ta chỉ ra rằng là là cái trường hợp này là sẽ là không thỏa mãn điều kiện là đường thẳng D1 cắt trục OX tại một điểm và chúng ta loại ngay đi m không phải bằng một được hiểu không nào chứ không phải nào để xét được lấy m trừ một này là bằng một cái giá trị bất kỳ nào con hiểu không nào tức là phải xét tại trường hợp đặc biệt đó là giá trị của hệ số góc này là a bằng và a khác không Nguyễn Quang ok không? Không phải. Trong trường hợp bài này các con biết tại sao thầy lại nghĩ đến cái việc phải xét không? Là bởi vì cái này này. Nó có cái khái niệm này này. Đấy. Hai đường thẳng trên mà đồng quy với trục Ox tức là nó bắt buộc phải như thế này kiểu gì nó cũng phải như thế này đúng không mà như thế này thì con có biết là đường thẳng như này thì luôn luôn a phải khác không không hả quang có hiểu không tức là thực tế mà nói ý, là tại sao lúc nãy thầy sơ ý thì thiếu mất cái điều kiện là xét thiếu mất cái trường hợp xét là nó bằng không là như thế đấy là bởi vì là bình thường là thông thường các bạn sẽ không bao giờ để ý đến cái việc này đâu nhưng mà chính vì đầu bài nó nói rất rõ rồi là đường thẳng phải cắt trục ích mà cắt trùng cố ích tức là như nào tức là hệ số a bắt buộc phải khác không quang hiểu không ạ đấy là bản chất của vấn đề đấy được chưa nào đấy thầy là người cũng khá là là cẩn thận rồi nhưng mà cái việc mà sơ ý thiếu nó cũng khó tránh chính vì thế nên là khi các con mà làm bài ấy, thì các con phải luôn luôn là cẩn thận và phải đọc kỹ đầu bài phân tích từng câu từng chữ một được chưa nào Ôi. Thầy xin hỏi các con là ở cái bài số 3 này có bạn nào đặt ra câu hỏi cho thầy không? Cả lớp có hoàn toàn nhất trí với cái việc là thầy trình bày như này không ạ? Cả lớp ơi. Thầy xin hỏi là các con đã hiểu hoàn toàn thật sự không? Tất nhiên là cái việc mà hôm trước các con làm bài kiểm tra có thể là lúc ấy tại thời điểm thi thời gian nó hơi ngắn. Có thể các con không làm được. Nhưng mà sau đấy là các con đã từng dành thời gian để xem lại và suy nghĩ lại nó chưa? Vậy liệu bây giờ thầy chữa này thì các con liệu có hiểu hơn không? Hay là các con cũng ờ, ừ, thì thôi thì hôm nay thầy chữa thì thôi mình mình mình, mình uh, tôn trọng thầy thì mình chữa bài. Xong là ngày mai thôi qua cái buổi này rồi thì mình quên luôn cũng được. Đó. Các con có suy nghĩ như thế không? Hả? Hay là mong muốn là chữa bài để hiểu hơn để lần sau chúng ta gặp những cái bài kiểu như này chúng ta sẽ giải quyết được. Hả? Như thế nào? Mục tiêu của các con là gì? cả lớp ơi thầy xin hỏi là các con đã hiểu thật sự hoàn toàn cái bài số 3 này chưa à quang hỏi thầy là thêm là xét thêm cả điều kiện b khác không đúng không thế bây giờ thầy hỏi quang nhá trong trường hợp nếu b mà bằng không thì sao nào b bằng không này các con nhớ cho thầy là nhất là ngọc quang nhá là trong trường hợp là y bằng ax cộng b thì người ta cũng nói rõ là đây là hàm số bậc nhất với điều kiện là a khác không. chứ còn nếu mà trong trường hợp này mà b bằng không thì vô tư. b bằng không miễn là a khác không thì đường thẳng y bằng ax này này vẫn vô tư. có phải là nó vẫn như này không? con có biết là nếu ax như thế này nó sẽ cắt cái điểm này không? Đấy, nó sẽ luôn luôn đi qua cái điểm gốc này này, gốc tọa độ không không này này kệ nó như vậy là cái đường thẳng còn lại d 2 này miễn là nó vẫn qua đi qua là được có hiểu không miễn là cái thằng d 2 này nó vẫn qua đây là được thế nhưng mà thực tế là nói chung là như nguyễn quang nhận diện ra là cái việc mà ở cái bài này phải nhận diện ra cả ab ấy nhiều lúc là đúng là nhiều bài là phải cần như thế đấy con con ạ. Con à. Cần phải nhận diện ra cái việc đấy. Tức là bài nào thì cần, bài nào thì không. Như vậy là các con phải luôn luôn là phải phải gọi là chuẩn bị một cái gọi là thứ nhất là một cái kiến thức tương đối là tốt. Thứ hai là khi thi là tinh thần phải thật sự bình tĩnh, tỉnh táo. Hiểu không nào? Rồi, chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nhá. Ở đây là thầy mới vậy thế này thôi nhá Các con phải nhớ cho thầy này Vậy m bằng 95 Thì hai đường thẳng D2 đường thẳng à, D1, D2 Cắt trục OX tại một điểm nhá Ta phải viết lại cái câu này này thì Và trục OX đồng quy tại một điểm Lại phải viết thêm cái này lại D1, D2 Và trục OX đồng quy tại một điểm Đấy như thế này mới đầy đủ nhá Nói là thầy mới chỉ vậy thôi là như thế là thầy chưa đầy đủ đâu. Rồi, bài số bài số 4. Bài số 4 của chúng ta là một bài liên quan đến phần hình học. Liên quan đến đường tròn. Vậy thì bài này thầy xin phép là là thầy đã chuẩn bị sẵn cái hình vẽ rồi để cho nó nhanh, tăng cái tốc độ buổi học lên. Thì trong trường hợp này hình vẽ của thầy là như sau. Các con nhìn nhá. Đây hình vẽ của thầy đây ạ. Rồi, thầy mô tả lại hình vẽ một chút. Cho đường tròn tâm O bán kính R với đường kính là AB như vậy AB là đường kính. Vẽ tiếp tuyến BX. Tiếp tuyến là gì? Là đường thẳng vuông góc với bán kính nối từ tâm tới tiếp điểm B. Như vậy là cái góc OBX này là bằng 90 độ hay còn gọi là góc OBC cũng bằng 90 độ nốt, được chưa? Như vậy chỗ này là phải vuông này. Là phải vuông. Rồi, xong một cái nhá. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB có chứa TBX có nghĩa là từ đây hắt lên thì được gọi là mặt phẳng chứa tia bx ta lấy một điểm m thuộc đường tròn vậy thầy lấy bất kỳ ở đây nhưng sao cho ma phải lớn hơn mb đây ma lớn mb đây rồi thì thầy lấy cái điểm ma mà lớn mb có nghĩa là gì điểm a này sẽ gần cái điểm về cái vị trí này về phía điểm b hơn các con nhá chứ nếu các con mà lấy cái điểm m mà nó gần ở đây này ví dụ một điểm m ở đây này là như vậy chắc chắn là bị sai vì am trong trường hợp này không thỏa mãn nhỏ à lớn hơn mb được chưa nào Vậy chỗ này chúng ta sẽ phải lấy điểm M nằm ở phía đằng gần gần điểm B hơn. Tia AM cắt BX tại điểm C. Đây thầy đã vẽ rồi. Từ C kẻ tiếp tuyến thứ hai CD với đường tròn tâm O. Vậy CD đây. Tiếp tuyến có nghĩa là CD sẽ phải vuông góc với bán kính OD. Vậy góc này của chúng ta cũng là là góc vuông nhé. Cũng là góc vuông. Và thầy sẽ ký hiệu vuông lên. Rồi xong. Câu A của chúng ta người ta bảo rằng chứng minh OC vuông góc với BD có nghĩa là các con cần phải chứng minh giúp cho thầy là cái vị trí chỗ này này là góc vuông. Vị trí chỗ này là góc vuông. Được chưa nào? Vị trí chỗ này là góc vuông. Vậy thì để chứng minh cái thằng này là vuông ấy thì thực ra rất là đơn giản. Ta có như sau. Cả lớp nghe thầy trình bày miệng trước. Sau đó thầy sẽ viết cẩn thận lại sau. Vì C là một điểm ngoài đường tròn từ C sẽ có hai tiếp tuyến tương ứng tới đường tròn tâm O đó là CB và CD đúng không? Vậy theo tính chất từ, hai tiếp tuyến từ một điểm ngoài đường tròn thì ta có CD và CB trong trường hợp này sẽ làm sao nhỉ? Chắc chắn là bằng nhau được chưa các con? CD và CB là bằng nhau. Vậy thầy sẽ ký hiệu hai thằng này bằng nhau. Hoàn toàn tương tự, vì B và D nằm trên đường tròn tâm O nên hai đoạn này bằng nhau và cùng bán kính của đường tròn, được chưa? như vậy là gì là ta có này cd bằng cb od bằng ob như vậy từ hai điều này thầy sẽ suy ra được điều gì đó là oc là đường trung trực của đoạn thẳng bd được chưa oc là đường trung trực mà là đường trung trực thì dẫn đến là gì nhỉ? OC chắc chắn là phải vuông góc với trung điểm của BD, vuông góc tại chính trung điểm này. Sau này nếu có dùng hay không thì thầy chưa nói, thầy cũng chưa nghĩ xem là có dùng hay không. Nhưng rõ ràng là nó có vuông góc tại đây, được chưa nào? Vậy câu A đơn giản nhá. Câu B chứng minh bốn điểm OBCD cùng thuộc một đường tròn OBCD rồi OK. Chứng minh bốn điểm này cùng thuộc một đường tròn như sau. Nghe này. Ở đây thì ta có như sau này xét tam giác cdo và cbo là hai tam giác này là bằng nhau theo trường hợp là cạnh 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 được chưa cdo và cbo cạnh 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 dẫn đến là hai góc góc cbo và góc cdo bằng nhau vậy góc này ở đây nó là vuông hay là các con suy ra từ tính chất của tiếp tuyến cũng được hoặc là chứng minh hai tam giác bằng nhau cũng được vậy thì ở đây vuông được chưa nào vuông rồi đúng không vậy thì dẫn đến là gì xét tam giác cbo là vuông tại b dẫn đến là ba điểm C, điểm B và điểm O sẽ thuộc đường tròn đường kính là CO. Hoàn toàn tương tự, tam giác CDO cũng vuông tại D nên ba điểm CDO cũng là nằm trên đường tròn ngoại tiếp có đường kính là CO nốt. Như vậy có phải bốn điểm OBCD này là cùng nằm trên đường tròn đường kính là CO không? Được chưa? Được chưa? còn cái tại sao nó nằm trên đường tròn đấy thì thầy đây thầy vẽ cho các con nhìn thấy ngay này, đấy có nhìn thấy không? nhìn thấy đường tròn màu đỏ này chưa? chính là đường tròn đường kính CO đấy sẽ đi qua bốn điểm này, được chưa? như vậy là câu b xong nhá. câu c chứng minh góc CMD bằng góc CDA đâu CMD đâu? CMD đây là chắc phải nối rồi thầy sẽ nối đã nhá. CMD này bằng góc CDA là cái góc này lại phải nối đây với đây nữa đúng không OK vậy thì cái câu câu C của chúng ta này này để chứng minh được hai cái góc này bằng nhau thầy sẽ ký hiệu trên hình nhá đó là góc này bằng góc này đấy các con có nhìn thấy hai cái góc màu xanh này bằng nhau không là chúng ta cần phải chứng minh nó bằng nhau đúng không mà hai góc này mà bằng nhau ấy muốn chứng minh bằng nhau được thầy sẽ sử dụng thông qua đó là cặp tam giác đồng dạng tại sao lại có cặp tam giác đồng dạng thì lát nữa thầy sẽ trình bày chi tiết hơn nhá. Còn bây giờ thầy sẽ viết đáp án của câu A câu B trước đã. Được chưa nào? Để lâu một lúc nữa thì có khi các con, con lại quên mất các ý của câu A câu B mất. Vậy bây giờ thầy sẽ trình bày ý của câu A câu B trước. Sau đó lát nữa thầy sẽ trình bày tỉ mỉ cái câu C câu D sau. Câu A của chúng ta như sau. Câu A là cái gì nhỉ? Chứng minh OC vuông góc với BD đúng không? Chứng minh này. Oc vuông góc với bd rồi thì ta có như sau à, ta có này theo tính chất tiếp tuyến theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau từ một điểm à, cắt nhau tại một điểm C ngoài đường tròn được chưa nào cắt nhau tại điểm C ngoài đường tròn thì ta có CD bằng CB được chưa nào CD bằng CB rồi mà od lại bằng ob và cùng bằng bán kính r từ hai điều này thì các con đủ điều kiện suy ra suy ra là oc co là đường trung trực của co là đường trung trực của đoạn thẳng bd và chính vì nó là đường trung trực nên suy ra suy ra này OC sẽ vuông góc với BD. Suy ra là OC sẽ vuông góc với BD. Và đây chính là điều phải chứng minh của cái câu A. Được chưa nào? Còn cái IB của chúng ta là chứng minh 4 điểm OBCD là nằm trên một đường tròn đúng không? Vậy thì ta có như sau nhé. Do CD phẩy CB là hai tiếp tuyến với đường tròn tâm O Nên à, nên là các con sẽ có được như sau đó là góc ODC sẽ bằng góc OB ODC và góc bằng góc OB OBC OBC và cùng bằng 90 độ luôn, được chưa nào? Dùng cái này cho nó nhanh. Đỡ phải chứng minh tam giác bằng nhau bằng những gì cả. Dẫn đến là hai góc này bằng 90 độ. Và nếu vì nó bằng 90 độ nên suy ra là gì? Là tam giác a à, ODC vuông góc tại D phẩy tam giác tam giác OBC vuông góc tại B vuông tại B, xuống dòng. Ta có này, tam giác ODC vuông tại D. Nên chúng ta sẽ suy ra được đó là ba điểm điểm O, điểm D và điểm C sẽ thuộc đường tròn đường kính OC. Được chưa nào? Thuộc đường tròn đường kính OC. Hoàn toàn tương tự thì tam giác OBC cũng vậy, cũng vuông góc tại tại B. Vậy vì vuông góc tại B nên thầy suy ra ba điểm đó là điểm O, điểm B và điểm C cũng cùng thuộc đường tròn đường kính OC. Vậy từ hai điều này, chúng ta sẽ dẫn đến là bốn điểm OBCD cùng thuộc đường tròn đường kính oc được chưa nào cùng thuộc đường tròn đường kính oc và đây cũng chính là điều phải chứng minh được chưa rồi các con chữa đi sau khi cả lớp chữa xong cái phần này rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang câu c với câu d <laughs> Khi nào các con chịu xong thì các con comment cho thầy nhá. Cả lớp ơi, các con đã chữa xong câu A câu B chưa? tiếp Dạ. tiếp câu C. À ok. Rồi chúng ta chuyển câu tiếp theo nhé. Câu C câu D thì câu C này của thầy là hình như là là chứng minh như này đúng không nhỉ? Chứng minh góc CMD bằng góc CDA. Đấy, chứng minh hai góc này bằng nhau. vậy thì tư duy của thầy là như sau. như vậy các con nhìn này, muốn chứng minh được hai góc này mà bằng nhau ấy, thì thầy thông qua là chứng minh cặp tam giác đồng dạng cụ thể trong trường hợp này là tam giác CMD đồng dạng với tam giác CDA. nếu mà thầy chứng minh được hai tam giác này mà đồng dạng với nhau, thì dẫn đến chắc chắn là hai cái góc trên này là bằng nhau, vì đây là cặp góc tương ứng của hai tam giác đồng dạng, đúng không? như vậy là mấu chốt của câu này thực tế chính là yêu cầu chúng ta phải đi chứng minh hai tam giác đồng dạng mà hai tam giác này các con có nhìn thấy là nó có trung đỉnh C không vậy trung đỉnh C có nghĩa là cái góc C ở đây là góc C chung như vậy hai tam giác này bản thân của nó đã có một góc bằng nhau rồi vậy để chứng minh được hai tam giác đồng dạng chúng ta sẽ có ba cách thức một đó là góc góc hai là cạnh góc cạnh và ba là cạnh 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 thì cụ thể trong trường hợp này dùng góc góc chắc chắn là loại góc góc là trường hợp thứ nhất loại. Bởi vì sao? Chúng ta chỉ có duy nhất hai tam giác có một cái góc này chung thôi. Thế còn cái góc M ở đây và góc D ở đây đang cần chứng minh bằng nhau thì chúng ta chưa hề có. Vậy thì trường hợp góc góc là không thể đi theo con đường ấy được. Vậy tư duy của thầy là phải sử dụng trường hợp cạnh góc cạnh. Được chưa nào? Cạnh góc cạnh. Vậy muốn dùng cạnh góc cạnh thì thầy sẽ sử dụng bài toán như sau, các con nghe này nhá cả lớp nghe này đầu tiên đấy là thầy xin phép nối cái điểm M với điểm B trước đã các con bình tĩnh này thầy nối điểm M với điểm B này đấy, điểm M với điểm B trước thì các con bình tĩnh nhá thầy nói này xem các con nghe có hiểu không này trong cái tam giác AMB này này thì có phải là có OM OM bằng OA bằng OB có đúng không nào trong tam giác AMB nhá có OM bằng OA bằng OB cùng bằng R như vậy trong một tam giác mà có đường trung tuyến bằng 1 phần hai cạnh đối diện này này thì đây chính là tam giác gì các con nhỉ chính là tam giác vuông như vậy cái góc này của chúng ta phải là góc vuông được chưa nào góc này của chúng ta phải là góc vuông ok chưa thầy sẽ cho thằng này lên là tô đậm màu đậm lên và nó cái góc này là góc vuông để cho con nhìn nhận cho nó dễ nhá cho hẳn nó màu đỏ đi. Như vậy có nhìn thấy góc này vuông chưa? Vuông sắc chắc chắn luôn đúng không? Chính vì đây vuông mà cái tam giác CBA này là vuông tại đỉnh B. Vuông tại đỉnh B có BM là đường cao vì vừa chứng minh vuông góc xong. Như vậy theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ấy thì các con nhìn nhá, có phải là thầy sẽ có được điều này không? Trong tam giác vuông CBA thì theo hệ thức lượng các con nhìn này có phải là thầy sẽ có được cm nhân với ca thì có phải là bằng cb bình phương không cả lớp thầy xin hỏi cả lớp xác nhận giúp cho thầy xem điều này có chính xác hay không nếu các con đồng ý với thầy thì chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo nào cả lớp cm nhân ca có bằng cb bình phương không đây có vẻ hệ thức lượng trong tam giác vuông không cả lớp ơi đạo này có vẻ các con học có vẻ ít tương tác với thầy thế nhở? hay là thầy thầy dạy thầy dạy khó hiểu quá hay thế nào? các con thử chia sẻ cho thầy cho nào. nếu trong trường hợp thầy dạy khó hiểu thì để thầy còn phải thay đổi phương pháp chứ. cả lớp phải tích cực tương tác với thầy lên để thầy còn biết được là kiến thức của các con tới đâu. hay là ví dụ như là chẳng hạn là thầy dạy thầy giảng như này là cảm giác nó thật khó hiểu thì để thầy sẽ phải tìm cái cách khác phương pháp khác có hiểu không nào? Trong cái tam giác vuông CBA này này theo hệ thức lượng thì thầy sẽ có được là CM nhân với CA thì sẽ bằng là CB bình phương. Thế mà CB bình phương ấy thì có phải là CB bằng CD không? Hai thằng này bằng nhau không? Các con nhìn này, có phải hai thằng này bằng nhau không? Vậy thực tế là thầy suy ra được điều gì? Đó là CM nhân CA thì sẽ bằng CD bình phương. Được chưa? Vậy từ đây thầy sẽ thiết lập tỉ số giữa hai cặp cạnh đó là CM chia CD thì sẽ bằng là CD chia CA. Các con nhìn thử giúp thầy xem, đây là tỉ số về hai cạnh. Đây có phải chính là hai cạnh tương ứng của hai tam giác chúng ta đang cần chứng minh là cặp tam giác đồng dạng. Các con kiểm tra giúp thầy xem có chính xác hay không. Nào, cả lớp kiểm tra đi. CM trên CD bằng CD trên CA. cả lớp kiểm tra giúp thầy xem có chính xác hay không ạ? có chính xác không? Với cái tỷ số hai đoạn dài bằng nhau này cộng thêm với là chung góc C nữa, hai tam giác chung góc C nữa ấy, thì từ đây thấy cam đoan luôn chắc chắn là hai tam giác CMD và tam giác CDA chắc chắn là đồng dạng với nhau và cụ thể trong trường hợp này chính là cạnh góc cạnh. Thế mà hai tam giác này mà đồng dạng với nhau ấy thì dẫn đến là CMD bằng CDA và đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta cả lớp nhất trí không ạ? Ok chưa? Được chưa các con? Thầy xin hỏi là cả lớp có hoàn toàn hiểu thật sự đầy đủ phần trình bày vừa rồi của thầy không? Hiểu thật sự không? Rồi ok, tốt rồi. Vậy bây giờ thầy sẽ chứng minh bài này nhá. Thầy sẽ viết ra trước. Thầy có như sau này. Nối BM phẩy OM. Ta có này xét tam giác ABM có OM bằng OA bằng OB và bằng 1/2 của AB. Được chưa nào? Bằng phần 2AB. Từ đó suy ra là tam giác ABM sẽ vuông tại M. Và chính vì vuông tại M nên suy ra được là gì? Là BM của chúng ta sẽ vuông góc với AC. Vuông góc với AC. Rồi. Xét tam giác vuông CBA phẩy vuông tại B phải có đường cao BM vuông góc với AC. Vậy theo hệ thức lượng trong tam giác vuông theo hệ thức lượng trong tam giác vuông phẩy ta có đó là CB bình phương thì sẽ bằng CM nhân CA mà CB bằng CD từ đó suy ra CM nhân CA bằng CD bình và từ cái việc tỷ số này có thì chúng ta suy ra được CM trên CD bằng CD trên CA rồi xuống dòng xét hai tam giác đó là tam giác CMD và tam giác cda thì có như sau thứ nhất là chung góc mcd chung góc mcd cái từ góc này các con bỏ đi và ký hiệu góc này cho nó đơn giản chung góc mcd thứ hai là có tỷ số cm trên cd bằng cd trên ca từ hai điều này chúng ta ngoặc nhọn vào và dẫn đến là tam giác CMD và tam giác CDA là hai tam giác đồng dạng với nhau và cụ thể theo trường hợp là cạnh góc cạnh. cạnh góc cạnh. Và chính vì nó đồng dạng theo cạnh góc cạnh dẫn đến là góc CMD bằng góc CDA, được chưa? <laughs> quang ơi là Quang Đào, Quang kiểm tra lại giúp thầy xem xem là Là công thức của con có chính xác hay không Quang kiểm tra giúp thầy xem nào Cái công thức mà con CM nhân với MA này này Nó phải như thế này cơ Quang ơi còn cái thằng mà cm ấy mà nhân với ca ấy thì nó phải bằng là cb bình quang kiểm tra giúp thầy xem là hai công thức thầy viết ra này có chính xác không quang ơi còn à, con rồi à, à, thế thì ab bình thì sẽ bằng gì à ab bình á à? đấy đơn giản thôi ab bình thì bằng am nhân ac ok không Cái này thì là nó là hệ thức lượng trong tam giác vuông, con mà không nhớ thật chính xác thì con phải xem lại lý thuyết phần hệ thức lượng nhá. Thì trong tam giác vuông CBA là vuông tại đây này, nhìn này này. À, à, thầy thầy. Vâng, à, con, con nói đi, con nói đi. À, AB lớn hơn BC mà BC bằng CM nhân CA mà AB cũng bằng CM nhân CA. <laughs> Sao lại 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 bằng được? Con có nhìn thấy đoạn CM này bé tí không? có nhìn thấy cm này nó bé tí, còn cái thằng am này to đúng không? Vâng. Vấn đề là ấy, cái công thức này này, thì thầy chốt luôn là công thức này của thầy thì chính xác rồi. Thế còn nếu trong trường hợp mà con nhìn nhận nó chưa ra được thế này này, thì đầu tiên là con phải xem lại lý thuyết cho thầy. Còn việc mà con xem lý thuyết xong mà con vẫn chưa hiểu ấy, thì lúc đấy con hỏi lại thầy, thầy sẽ giúp con để lý giải tại sao lại có những cái điều này. Hiểu không nào còn tại thời điểm này ấy, tất nhiên là thầy giảng giải cho con thì được thôi nhanh thôi nhưng mà nếu mà như thế thì các bạn trong khác trong lớp các bạn sẽ cảm thấy là cái việc này là không cần thiết đối với các bạn ấy bởi vì đây ấy, cái phần này này đây đơn thuần nó chỉ là các công thức liên quan đến hệ thức lượng trong tam giác vuông mà thôi thì 7 công thức 6 công thức hay dùng thì là thường là các con phải nhớ cho thầy đầy đủ các cái công thức đấy. Cần dùng đến cái nào cái là phải bật ra được ngay, được chưa nào? Quang ơi chốt lại cái này chưa? Rồi ok, nhớ rồi là tốt rồi. Vậy trong trường hợp này thầy sẽ có được như sau này, suy ra là góc CMD bằng góc CDA và đây chính là điều phải chứng minh, được chưa nào? Rồi ờ, chúng ta sẽ chuyển sang cái ý cuối cùng nhá là câu D. Kẻ MH vuông góc với AB tại H. Đâu rồi? MH đâu? Tức là từ cái điểm M này kẻ vuông góc xuống AB đúng không? Vậy thầy sẽ kẻ như sau nhé. cái điểm này là điểm H của chúng ta này và góc này là góc vuông đấy góc vuông đấy Rồi, các con vẽ cái hình đi bổ sung cái hình đi sau đó cái câu này người ta yêu cầu như sau này để thầy nhìn lại đầu bài cho rõ ràng nhé nó bảo rằng là tìm vị trí của điểm M để chu vi của tam giác OMH đạt giá trị lớn nhất là người ta sẽ như sau vị trí của điểm M hỏi chấm D chu vi của tam giác MOH MOH đâu MOH đây là đạt giá trị lớn nhất Ok, rồi các con vẽ hình đi, bổ sung các cái này vào. Cảm mới chữa cái phần này đi. Sau khi mà chữa xong rồi, ý, thì chúng ta sẽ giải quyết cái câu này. Thầy sẽ quay lại ngay. Ok, các con đã sẵn sàng để giải quyết câu cuối cùng này chưa? Các con đã sẵn sàng để giải quyết câu cuối cùng của bài hình này chưa? Ờ, ok, bây giờ thầy hỏi này, cái câu cuối cùng này trong lớp chúng ta có bao nhiêu bạn giải quyết được? thầy xin hỏi là có có bạn nào trong lớp chúng ta ở đang buổi học hiện tại này các con giải được quyết được câu này không ở tiến đạt tiến đạt con thử nói cho thầy xem vị trí điểm m ở đâu nào con chỉ cần nói cho thầy kết quả thôi nếu mà thầy thấy kết quả của con là chính xác thì khả năng là con làm đúng rất cao còn nếu kết quả mà không đúng thì thầy nghe qua là thầy sẽ biết ngay nào con cho thầy biết vị trí điểm m của con là ở đâu thì tam giác MOH là tam giác có chu vi lớn nhất. Không nhớ kết quả lắm à. Căng phết nhỉ. Ở đây rồi, không sao. Vậy thì bài này... Ui rồi ôi, các con thi xong các con không biết phải, phải giữ lại những cái gì mà chúng ta đã thi đã làm chứ nhất là những cái bài nào mà chúng ta chưa làm được ấy. các con phải biết là ngày xưa nhá những cái bài có bài thầy làm mãi không xong ấy, thì cay lắm có khi là mất ăn mất ngủ ấy có những cái bài khó mình suy nghĩ mãi không ra mình rất là tức đến lúc mà giải được hoặc là có ai giải đáp giúp cho mình ấy, thì lúc ấy thực sự là khi đấy mới được giải tỏa tâm lý hiểu không nào chứ còn nếu mà mà các con bây giờ vẫn chưa có được một cái tinh thần như thế thì như vậy vẫn chưa phải là yêu một toán được chưa? rồi vậy thì chúng ta sẽ giải quyết bài này như sau nhé. Bài này như thế này câu d này tìm vị trí của điểm M để chu vi của tam giác MOH đạt giá trị lớn nhất. Vậy thầy sẽ giải quyết bài này như sau. Ta có như sau này chu vi của tam giác MOH uh, là Thông thường thì người ta hay viết chữ P là người ta ký hiệu cái chữ chu vi. Thì bây giờ trong trường hợp này thầy cũng dùng nó là từ P cho nó giống như mọi người. Được chưa? Thì chu vi của tam giác MH bằng cái gì? Chu vi tức là bằng tổng độ dài các cạnh. Vậy sẽ bằng OM cộng MH và cộng với OH. Được chưa nào? Và cụ thể trong bài này OM của chúng ta là vì điểm M nằm trên đường tròn tâm O nên OM của chúng ta sẽ bằng r. Vậy thầy sẽ thay thằng này bằng r cộng với MH cộng OH giữ nguyên. Được chưa các con? MH và OH giữ nguyên. Được chưa? Thì các con lưu ý một chút này. Vì là điểm H này là chân đường vuông góc từ M hạ xuống AB nên tam giác MHO là tam giác vuông tại đỉnh H. Được chưa? Tam giác MHO là vuông tại đỉnh H. Thế nếu mà vuông tại đỉnh H thì ta sẽ có được là sử dụng định lý Pythagore áp dụng cho tam giác vuông MOH thì thầy sẽ có được như sau các con quan sát nhé bình tĩnh này ta sẽ có được là MH bình phương cộng với OH bình phương thì chắc chắn là bằng OM bình phương. Được chưa? Được chưa nào? Đây là Pythagore cực kỳ là cơ bản thôi. Vậy thì tại sao thầy lại nghĩ đến cái ý tưởng ở đây là sử dụng Pythagore là bởi vì như sau. Các con nghe này là thầy có ý tưởng chứ không phải là thầy nghĩ một cách lung tung đâu. Thì như này nhá. Thầy hỏi các con này, cả lớp tập trung này bài này của chúng ta là cần tìm điều kiện để chu vi này là đạt giá trị lớn nhất như vậy chu vi muốn đạt giá trị lớn nhất thì dẫn đến tổng ba thằng này phải đạt giá trị lớn nhất được chưa có phải tổng ba thằng này đạt giá trị lớn nhất không thế nhưng mà bán kính r ER thì không hề thay đổi cho nên thực tế là nó sẽ chỉ là xoay quanh tổng của hai thằng này cần phải đạt được giá trị lớn nhất mà thôi mh cộng oh được chưa nào mh cộng oh vậy thì phải tìm vị trí của điểm m ở đâu đó để cho mh cộng oh này đạt giá trị lớn nhất vậy thì bài toán đạt giá trị lớn nhất này đây là một bài toán cực kỳ quen thuộc đối với bài toán cực trị trong hình học vậy các con quan sát thầy xử lý bài này như sau nhìn nhá mh cộng với OH Được chưa nào? MH cộng OH. Thì thằng này này. Trong trường hợp này thì thầy có như sau. MH bình phương cộng OH bình phương thì luôn luôn lớn hơn hai lần của MH nhân với OH. Thầy hỏi cả lớp, các con nhìn cái này trông nó có quen quen không? Nó là cái gì? cả lớp ơi trả lời giúp thầy xem nhìn cái này trông nó có quen quen không? nó là cái gì cả lớp trả lời giúp thầy với cái mh bình cộng oh bình này thì lớn hơn hai lần mh nhân oh cái này là cái gì rồi ok có một bạn comment giúp cho thầy là cô si nhưng thực tế mà nói đây không phải là cô si nói luôn cho con các con nghe nhé đây không phải là cô si mà đây là bất đẳng thức mở rộng của bất đẳng thức cosi mà thôi. Đây là dạng mở rộng. Bởi vì sao? Cosi của chúng ta là như sau cơ. Nếu AB của chúng ta là số không âm thì cosi là như thế này này. A cộng B lớn hơn hoặc bằng hai lần căn AB. Đấy. Như vậy ở đây mới là cosi nhá. Cái phần này này mới là cosi. Đây là cosi chính gốc. Thế còn cái bất đẳng thức này của thầy ý, là bất đẳng thức suy ra từ cái việc đó chính là A trừ B đóng mở ngoặc bình phương tương đương với việc là A bình cộng B bình luôn luôn lớn bằng hai lần AB. Các con đã hiểu được đây là bất đẳng thức mở rộng chưa? Cả lớp có đúng đây là bất đẳng thức mở rộng không? Đây không phải là bất đẳng thức cô đâu nhá. Đây không phải là bất đẳng thức cô đâu. Vậy thì đến đây thầy giải quyết tiếp như sau này. Cả lớp nhìn này. xóa các cái này đi trông này nó lằng nhằng quá như này chính vì mh bình phương cộng oh bình thì lớn bằng hai lần nên thầy suy ra thầy cộng cả hai vế với lượng mh bình cộng với oh bình này thì bên tay trái của chúng ta sẽ là bằng hai lần còn bên tay phải thì sẽ bằng là MH cộng với OH đóng mở ngoặc tất cả bình phương. Thầy xin hỏi cả lớp, bao nhiêu bạn hiểu được công thức này cho thầy? Thì dơ tay lên nào. Bao nhiêu bạn hiểu được công thức này thì dơ tay lên cho thầy. Để thầy kiểm tra thử xem xem là cái năng lực nhận thức của các con là như thế nào. thầy yêu cầu những bạn nào trong lớp hiểu được cái công thức thầy vừa viết thì giơ tay lên thầy xem nào cả lớp mà có chỉ có bốn bạn thôi thật sự là nói thật thầy không biết là các con học thành mệt mỏi đến mức độ nào mà các con chỉ là người nghe giảng sau đó là ngồi viết lại bài tập thôi còn thầy ấy, là người trình bày từ đầu đến cuối mà thầy không thấy mệt thì làm sao các con thấy mệt được cho nên là cái việc mà khi thầy hỏi các con thì là các con phải cố gắng tương tác được nhiều với thầy khi như thế thì các con mới thứ nhất là các con mới thể hiện được ra kiến thức của mình và các con mới có thể là biết được rằng là cái gì mình đúng cái gì mình sai cái gì đúng rồi thì thầy vỗ tay hoan hô còn cái gì mà chưa đúng thì thầy sẽ chỉ cho các con biết là điều đấy là điều chưa đúng. Cái này tại sao có cái này thì đơn giản lắm. Đây nhìn đây này. Đầu tiên nhá cái gốc của cái này là như sau. Thầy xuất phát từ A trừ B đóng mở ngoặc tất cả bình phương luôn luôn lớn bằng 0. Dẫn đến điều này sẽ tương đương với việc là A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB sẽ lớn hơn bằng không và điều này dẫn đến là gì là a bình phương cộng b bình phương sẽ lớn hơn bằng hai lần ab sau đó thầy sẽ cộng cả hai vế với a bình cộng b bình vào các con nhìn này rồi cả lớp đến đây có nhìn thấy không cái này có phải là hai lần mở ngoặc A bình cộng B bình nó chính là cái này không? Thế còn bên này thì đây chính là hằng đẳng thức số 1 bình phương của một tổng. Có phải nó chính là cái này không? Nào, cả lớp. Thầy diễn giải như thế này thì liệu các con có ok hết không? Cả lớp có hiểu không nào? Đây là một trong những bất đẳng thức cực kỳ hay dùng đối với bài toán thi vào cấp 3 ở cả bất đẳng thức đại số và bất đẳng thức hình học. Các con phải nhớ cho thầy như vậy nhé. Bạn nào mà có nguyện vọng mà thi vào cấp 3 ấy, thì chắc chắn là các con phải cố gắng. Những cái này là những cái không thể bỏ qua được. Được chưa nào? Thầy lý giải như này, thầy hy vọng là các con sẽ hiểu được. Rồi, bây giờ thầy sẽ xóa cái này đi để thầy làm tiếp phần tiếp theo nhé nào các con nhìn này như vậy ở đây ta có được điều gì các con nhìn nhá có phải là MH bình cộng OH bình này có phải đây chính này Pythagore đây này nhìn này Pythagore thay vào đây như vậy có phải là hai lần OM bình phương sẽ lớn hơn hoặc bằng là MH cộng với OH đóng mở ngoặc bình phương không nói cách khác thì suy ra là MH cộng với OH là sẽ nhỏ hơn hoặc bằng căn 2 của OM. Được chưa? Nhưng mà OM chính là bằng R cho nên thằng này sẽ chính là nhỏ hơn bằng căn 2 của R. Đấy. Vậy thì đến đây cái thằng này có phải là đạt giá trị lớn nhất. Chính là cái chỗ này này. Đạt giá trị lớn nhất. Là bằng cái gì đấy các con? Chính là căn 2R. Vậy thì đến đây chúng ta bài toán này gần như là đã được giải quyết rồi. Được chưa? Vậy thì bài này thầy sẽ trình bày tỉ mỉ lại. Cẩn thận bằng bút màu đen để các con dễ dàng nhìn nhận và viết vào trong vở hơn nhá. Vậy bài này thầy sẽ trình bày như sau. Ta có này. Xét tam giác xét tam giác vuông MHO phẩy vuông tại E à vuông tại H thì theo định lý Pythagore theo định lý Pythagore ta có thì các con sẽ có được như sau MH tất cả mũ 2 cộng với OH tất cả mũ 2 sẽ bằng thằng OM bình phương và OM bình phương này chính là bằng R bình phương được chưa nào chính bằng R bình phương vậy đến đây ta có như sau này ta có MH bình phương cộng với OH tất cả bình phương thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng hai lần MH nhân với OH vậy từ đó suy ra hai lần nhân mở hoặc MH bình cộng OH bình thì sẽ phải lớn hơn hoặc bằng MH cộng OH đóng mở ngoặc tất cả bình phương. Đấy. Và MH cộng OH tất cả bình ở đây thì chính có phải là từ đó suy ra này. Hai lần nhân với R bình phương. Thì sẽ lớn hơn bằng thằng này. Và điều này dẫn đến là MH cộng OH sẽ nhỏ hơn hoặc bằng căn 2 nhân r. Cụ thể là bằng r nhân với căn 2. Được chưa nào? Vậy đến đây. Chu vi của tam giác MOH đạt giá trị lớn nhất là viết lại công thức này. bằng R cộng MH cộng OH thì thằng này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng R cộng với R căn 2. Và cụ thể trong trường hợp này là bằng đặt R ra ngoài làm thừa số chung. Ta sẽ được nó là một cộng với căn 2. Được chưa nào? Dấu bằng xảy ra. Khi. Khi mà bất đẳng thức ở trên này xảy ra. Và bất đẳng thức này xảy ra khi nào? Khi là A bằng B Tức là MH bằng OH Được chưa nào? MH bằng OH Mà MH bằng OH Thì khi và chỉ khi nó là gì? Là tam giác OHM Tam giác OMH Hoặc là tam giác MOH đi cho nó giống Ở bên trên Là tam giác vuông cân tại đỉnh H được chưa nào? Như vậy là khi mà chỉ khi tam giác MOH là tam giác vuông cân tại đỉnh H và nếu tam giác này vuông cân thì điều này sẽ tương đương với là góc MOB Các con có biết góc MOB bằng bao nhiêu độ không? Cả lớp bạn nào comment giúp cho thầy là trong trường hợp này nếu tam giác MOH mà là tam giác vuông cân tại đỉnh H thì góc MOB bằng bao nhiêu độ? Cả lớp comment giúp thầy với. Rồi ok, chúc mừng Minh Quang, rất chính xác. Trong trường hợp này góc MOB của chúng ta là bằng 45 độ. Chuẩn luôn. Được chưa nào? Vậy chu vi của tam giác mOH đạt giá trị lớn nhất là R nhân với 1 cộng căn 2. Khi điểm m khi điểm m nằm trên đường tròn nằm trên đường tròn tâm O và có góc MOB bằng 45 độ. Được chưa nào? Nằm trên đường tròn nhưng mà phải tạo với góc MOB là một góc 45 độ. Được chưa? Và cụ thể trong trường hợp này thầy sẽ vẽ ra cho các con biết là góc MOB này là như thế nào nhé. đây điểm M của chúng ta là phải như thế này này thực tế là nó sẽ phải trùng vào đúng điểm này M phẩy cái điểm M phẩy đây này nó phải trùng vào đây này thì góc MOB mới bằng 45 độ cả lớp ok chưa góc này là 45 độ này Đấy, bài toán kết thúc. Thầy xin hỏi là cả lớp ơi, các con có hiểu được cái phần phần câu cuối cùng này không? Cái này thì cái này thì phải là lúc nào đấy chứ còn bây giờ tại thời điểm bây giờ làm sao mà thầy có thể thầy ngồi tự nhiên thầy lại nói ra bô bô ra các cái bất đẳng thức được hả? Quang ơi, cái bài này nhá. Thầy nói thật này, tốt nhất là bây giờ quang hãy nghe thầy khuyên này là bây giờ con hãy xin sư phụ nghĩa thứ nhất là con mới vào cái giai đoạn 3 ấy thì con sư phụ nghĩa xin sư phụ nghĩa cho ép vào con vào các cái group zalo và group facebook để có thể xem lại những bài giảng ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì ở trong cái giai đoạn 2 vừa rồi ấy, sư phụ nghĩa có một hai buổi là nói về chuyên đề bất đẳng thức được chưa nào nói về chuyên đề về bất đẳng thức thì cái phần đấy là cực kỳ có ích đối với các con nếu bạn nào muốn rèn luyện thêm về bất đẳng thức sư phụ nghĩa mới dạy cách đây khoảng độ uh, cỡ một tháng đổ lại thôi có thầy thấy có mấy buổi chuyên đề về bất đẳng thức ấy. cực hay và cũng khá là khá là dễ hiểu tức là sư phụ nghĩa dạy từ những cái bất đẳng thức cơ bản nhất sau đó nâng dần lên những bất đẳng thức khó hơn thì quang có thể là xin sư phụ nghĩa xem lại các video bài giảng đấy thì nó sẽ giúp cho con là ôn tập lại các kiến thức tương đối nhanh Quang hiểu không nào? Cái đấy là nhanh nhất. Chứ còn đương nhiên là khi mà con không hiểu ấy, thì có thể con hỏi thầy thì đương nhiên thầy cũng sẽ giảng giải cho con thôi. Nhưng mà trong trường hợp này bây giờ chẳng hạn mà thầy giảng giải thì con sẽ khó hiểu bởi vì là trong thời gian ngắn như thế này bây giờ từ nhiên thầy lại nói một, một loạt các cái bất đẳng thức ra thì có khi con lại không thể nào nhớ được. Hiểu không nào? Ôi cả lớp cho thầy hỏi ở cái bài hình này các con có đặt ra câu hỏi gì cho thầy không? cả lớp ơi ở cái bài hình này các con có câu hỏi gì đặt ra cho thầy không cả lớp hiểu hoàn toàn chưa Ok, chúng ta sẽ chuyển sang bài cuối cùng nhá. Đó là bài số chẳng biết bài số mấy bài số 5 hay sao. Rồi bài số 5, chính xác là bài số 5. Bài số 5 này là một bài thực tế không phải là bài khó. Thực tế đây không phải là bài khó. Thì tại sao thầy nói điều đấy là thời sở dĩ là như sau. Ok, thầy sẽ giải quyết bài này nhanh gọn như sau. Các con lắng nghe nhé. Thầy tin là trong lớp có khả năng là cũng rất nhiều bạn làm được cái bài này. Thì như thế này này. Ta có là theo đề bài. Thầy sẽ xóa bớt phần trên này đi bởi vì là dung lượng này nó lớn quá rồi. Cho nên là nó bị quá tải. Thầy sẽ xóa bớt cái phần này đi nhé. Rồi. Theo đề bài. Thì ta có là a thì bằng là căn 6 cộng căn 2 trên 2, còn b thì bằng căn 6 trừ căn 2 trên 2. Vậy đến đây ta có này, xét a nhân b bằng Thầy lấy hai thằng này nhân với nhau. Các con có nhìn thấy là trong trường hợp này thì hai cái tử này nó chính là gọi là liên hợp của nhau không? Có phải là liên hợp không? vì ta có sẽ là căn 6 cộng căn 2 đóng mở ngoặc nhân căn 6 chia căn 2 và đây được gọi là liên hợp là bởi vì sao đây chính là hai thằng này tạo ra hằng đẳng thức số 3 còn dưới này là 2 x 2 tức là bằng 4 đúng không vậy thì ở đây này 6 chữ 2 là bằng 4 4 chia 4 vậy thằng này bằng 1 vậy đây chính là cái thứ nhất các con cần phải ghi nhận nó cái thứ hai đó là thầy lấy a cộng b bằng hai thằng này cộng với nhau Vậy nếu cộng với nhau ấy thì cùng mẫu số chung rồi. Vậy có phải là bằng là hai lần căn 6 chia cho 2 vậy nó bằng căn 6 không? Bằng căn 6 đúng không? Nào, cả lớp có nhất trí với thầy không ạ? Vậy đến đây, thầy sẽ tính biểu thức A như sau. Biểu thức Biểu thức A này bằng 1 trên A mũ 7 cộng 1 trên B mũ 7 Vậy thằng này sẽ bằng là gì? Là bằng là A mũ 7 Cộng với B mũ 7 trên tử Sau đó chia cho hai thằng này Nhân với nhau Thế nhưng mà ở đây này Các con nhìn này Ở gì mẫu này là có phải là A mũ 7 nhân B mũ 7 Chính là A nhân B đóng bằng hoặc là tất cả mũ 7 đúng không? Thế nhưng mà tích của A nhân B thì bằng 1 Như vậy đến đây chính là bằng A mũ 7 Cộng với B mũ 7 Ok chưa? Rồi, vậy đến đây. Thầy sẽ sử dụng một cái kỹ năng người ta gọi nó là biến đổi khuyết. Kỹ năng biến đổi khuyết này như sau. Biểu thức A của chúng ta là bằng A mũ 7 cộng B mũ 7. Vậy sẽ bằng này, đóng mở ngoặc nhân đóng mở ngoặc. Đó là thầy sẽ tách ra nó bằng A mũ 4 cộng với B mũ 4 nhân với A mũ 3 cộng với B mũ 3. Sau đó là trừ đi A mũ 3 A mũ 4 B mũ 3 Trừ đi A mũ 3 Với B mũ 4 Được chưa nào Vậy đến đây biểu thức A của chúng ta Sẽ được biến đổi tiếp như sau Hai thằng này đều là dấu trừ Nên thầy xin phép đặt dấu trừ ra ngoài Thầy đặt A mũ 3 B mũ 3 ra ngoài làm thử số chung Thì trong ngoặc của chúng ta còn lại Là A cộng với B Cả lớp có nhất trí không <laughs> nào cả lớp có nhất trí với thầy công thức như thế này không vậy đến đây a của thầy thầy tiếp tục biến đổi như sau nhá cái thằng a mũ 4 này này thì thầy sẽ tách nó ra thành là a bình phương cộng với b bình phương đóng mở ngoặc tất cả mũ 2 trừ đi hai lần a bình b bình và tất cả thằng này đóng mở ngoặc bên ngoài vào có ngoặc vuông ở ngoài. Còn cái thằng a mũ ba cộng b mũ ba này này, thì thầy sẽ tách ra nó bằng là a cộng b tất cả mũ ba trừ đi ba ab nhân với mở ngoặc a cộng b. Và thằng này cũng cho vào trong mọc vuông nốt. nào, các con nhìn đi, xem có chính xác hay không. Thấy phần nào không chính xác là phải hỏi ngay. a bằng chỗ này thì lại chính là bằng là a cộng b tất cả bình phương đúng không a cộng b này đóng mở ngoặc tất cả bình phương trừ đi 2 ab tất cả bình ở bên ngoài thì cái ngoặc này bây giờ nó không còn được là ngọc vuông nữa mà nó trở thành là ngọc nhọn mất rồi Đấy, các con nhìn đi xem có chính xác hay không Vậy đến đây Thì A của chúng ta sẽ bằng như sau Nhìn nhá A cộng B thì bằng là căn 6 Đây đây này nhìn đây này A cộng B bằng căn 6 đây này Vậy thầy thay căn 6 vào đây Thì tất cả những chỗ nào có là A cộng B Thầy thay bằng căn 6 Còn chỗ nào là A nhân B Thì thầy sẽ thay bằng là bằng 1 Vậy chỗ này là Đây là căn 6 này Căn 6 bình phương được chưa trừ đi 2 nhân a nhân b tức là nhân với 1 tất cả bình phương bên ngoài trừ đi 2 nhân này là sẽ được là 1 mũ 2 chỗ này a cộng b là này sẽ được là căn 6 mũ 3 trừ đi 3 nhân với 1 nhân với căn 6 ở đây và trừ đi chỗ này là 1 mũ 3 nhân với căn 6 cuối cùng Được chưa nào? Rồi, vậy đến đây thầy thay cho nó thay số thôi, vậy được chứ sau này. Căn 6 này mà bình phương lên là 6 như vậy đây là 6 trừ 2. Tất cả bình phương bên ngoài. Sau đó là trừ đi 2 nữa. Và chỗ này đóng ngoặc vuông lại. Nhân với đây là 6 căn 6 mũ 3, tức là chỗ này thầy sẽ tách khéo ra thành là 6 căn 6 trừ đi 3 căn 6 trong ngoặc và cuối cùng là trừ đi căn 6 bên ngoài. Vậy đến đây thầy sẽ được A của thầy bằng như sau này. Nhìn này. 6 trừ 2 là bằng 4. 4 mũ 2 lên là 16. 16 trừ 2 là bằng 14. Vậy kết quả đầu tiên là bằng 14. Nhân với thằng này là 6 trừ đi 3. Vậy nó là còn 3 căn 6. Và cuối cùng là trừ đi căn 6 cuối cùng. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ bằng như sau. A bằng. 14 x 2 là bằng 42. 42 trừ 1 vậy nó là 41 căn 6. Được chưa? Vậy bài toán đến đây là kết thúc. Nào. Có bạn nào làm ra được kết quả bài cuối cùng này giống thầy không? Có bạn nào làm được kết quả bài cuối giống thầy không? <laughs> Ôi, xin mời các con chữa lại bài này đi Thầy sẽ tách ra thành hai tab nhé Rồi xin mời các con chưa đi. phần B74 à <laughs> Bây giờ đang thầy đang để cho các bạn chưa cái bài cuối cùng này đã bình tĩnh <laughs> Thầy xin hỏi là các con đã chữa xong bài này chưa? Dạ vâng, rồi thầy cảm ơn con. <laughs> rồi thầy xin cảm ơn con. Ok, phần B bài 3 gì? Được rồi đây, để thầy thầy sẽ xem xem phần B bài 3 là chỗ nào. Ôi phần B bài 3 dài phết. Đây phần B bài 3 đây. Rồi ok, thầy xin chào tất cả các con. Bạn nào mà đã chữa bài xong rồi ấy, thì các con có thể nghỉ nhá. Thầy xin chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo. Bye bye. Rồi thầy chào Tuấn Hưng ạ. Gia Khoa ơi con đã viết được đến đâu của cô b bài ba rồi đây này phần này này có cần đầy kéo xuống không